Vâng, kính thưa quý vị đang cùng với chúng tôi qua một trong những cuộc gặp gỡ của ứng cử viên của thành phố Westminster. Kính thưa quý vị, đó là anh Đặng Thần, một trong những người thương gia có thể nói rằng nhiều người biết đến anh Đặng Thần qua những cái công việc buôn bán làm ăn của anh. Và đặc biệt anh cũng là một trong những kiến trúc sư đã có nhiều cái công trình xây dựng và có thể nói rằng để lại nhiều cái dấu ấn cho những thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. Nhưng hôm nay thì chúng tôi có mặt ở tại đây với một cái không khí có thể là rất vui nhộn và vẫn có mặt bên chúng ta có mặt ngày hôm nay. Chúng ta xin ra mắt các bạn tình yêu của chúng tôi. Cảm ơn anh với chúng tôi để có thể có những cái hành động chuyển đạt để chúng đi và một tháng nữa thôi họ sẽ biết rằng anh là một người xin trả lời cho tất cả quý cử tri của thành phố Westminster, đặc biệt là ở địa bàn số 2. Thành Đặng rất tự tin là Thành Đặng đã đạt được chức nghị viên của thành phố Westminster, và vì Thành luôn trân trọng muốn có một tương lai tốt đẹp cho thành phố thì Thành đã đi rất nhiều công việc và làm nhiều công việc cho công ty rất là tròn toàn nước Mỹ này và hiểu được những cộng đồng khác, cộng đồng bạn rất là thành công. Và thành phố Westminster chúng ta sau gần 50 năm chưa đạt được những cái ý muốn như vậy thì Thành cũng sẽ đóng góp tạo cái sức mạnh về kiến thức, về trải nghiệm, về những cái lòng mà chúng ta sẽ phát triển thành phố này một cách rất tích cực trong tương lai. Điển hình là chúng tôi đã hợp tác với anh Andy Nguyễn vô chức sở môi trường, giám đốc sở môi trường vệ sinh của nước ngoài City Sanitary District, nghĩa là thời giám đốc sở môi trường vệ sinh ở nước ngoài City. Thì anh có phát động phong trào là trồng cây phượng vĩ để có coi như là phố xa, tức là mùa hè có phượng vĩ, mùa xuân có hoa đào, ở hoa thịnh đốn, thì mùa hè sẽ có phượng vĩ ở phố xa. Thì Thành học về đại học kiến trúc xin trân trọng báo cho quý đồng hương biết là chúng ta đã kiến nghị những dự án là sẽ có sân thượng và có những cái phòng riêng biệt về ẩm thực và có những cái chương trình để chúng ta có thể ngồi ở trên sân thượng uống cà phê và thích ở một không khí trong lành và thấy phượng vĩ rực rỡ nở rộ vào mùa hè nào sự mát mẻ cho thành phố và tình lành. Vâng, kính thưa quý vị, sau 50 năm ngày 30 tháng 4 75 đến bây giờ thì thế hệ trẻ đã trưởng thành và thế hệ thứ hai này sẽ nối tiếp để mang lại tất cả những dấu ấn mới cho tất cả những người Việt hiện nay đang sống tại Hoa Kỳ. Họ là những người có thể nói có công ăn việc làm đầy đủ, họ là những người có thể nói có địa vị trong xã hội. Chúng ta ở thành phố chúng ta để hiểu được tâm tư và những cái khó khăn của chúng ta, những cái thử thách cộng thêm cũng những sự thành tựu đã đạt được trong gần 50 năm qua thì hiện bây giờ những cái khó khăn chúng ta đang nói là chúng ta muốn một câu là trân trọng tuổi nâng niu tuổi trẻ, trân trọng tuổi già, vì tất cả nhiều người trong chúng ta lớn tuổi cần phải có về hỗ trợ về nhà cửa, về chúng ta có những cái tệ nạn mình cho là không hết thành phố căn cứ hoặc là những cái tội phạm đang hoàn thành phố, thì bây giờ Thành Đặng xin trân trọng báo với quý vị là Thành sẽ tích cực hỗ trợ tìm hiểu những giải pháp để chúng ta làm sao tiến tới giải quyết được những cái vấn đề này. Và muốn như vậy chúng ta phải nói là một tinh thần có thể nói là chưa phải đoàn kết, nhưng mà tinh thần là gì? Phải hợp tác cùng nhau làm việc với tất cả những cộng đồng khác, cùng những thành phố khác, cùng những người đồng việc chúng ta ở trong thành phố để ổn định được cái sự chính trị và sự lãnh đạo của thành phố này, thì chúng ta mới vượt qua những thử thách và sẽ tạo được những cái chỗ đứng thành công để chúng ta mang tới rực rỡ là chúng ta là người Mỹ gốc Việt, nhưng mà chúng ta cũng có một tiếng nói trong cộng đồng quốc tế. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là anh Đặng Thần, một trong những ứng cử viên chức vụ nghị viên của thành phố Westminster, đơn vị 2, quận 2. Và chắc là quý vị đã thông cảm với những người trẻ ngày hôm nay, họ có những ý nghĩ táo bạo và những cái lòng gọi là chân thành cộng tác với tất cả mọi người trong cái thành phố của họ. Đó là cái niềm vinh dự cho chúng ta để có thể đón nhận được những người trẻ đến hôm nay. Chúng tôi nguyện nhìn từ thành phố Westminster. Thì hôm nay là một ngày thứ sáu trong tuần, có thể mọi người đều có một cái ngày cuối tuần để có thể vui chơi đây đó. Nhưng với con số gần trên 300 người có mặt hôm nay để chúng ta nói đến rằng là sau 50 năm cộng đồng người Việt quan tâm đến những sinh hoạt của thành phố của họ. Và một trong những doanh nhân và một trong những doanh gia và là một trong những người đã từng có mặt ở tại quận Cam lâu năm ở đây, đó là anh Andy Nguyễn và phu nhân của anh, đó là chị Andy Nguyễn.
Họ là những người đến định cư tại Hoa Kỳ với hai bàn tay trắng. Họ trau dồi nghề nghiệp của họ và hiện nay một cái cơ sở sửa chữa xe hơi, mua bán xe hơi, đó là công việc của hai anh chị Andy Nguyễn. Cái điều mà chúng tôi muốn hỏi anh chị hôm nay, nhất là đặc biệt với chị. Anh chị có một cái cơ sở, anh chị có một cái nền tảng có thể nói rằng tự hào với tất cả những người Việt khác sinh sống tại miền Nam California. Con cái của anh chị cũng trưởng thành, đã phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ thành tài. Thế cái lý do gì để hai anh chị quyết định dấn thân vào sinh hoạt chính trị ở trong cái cộng đồng người Việt mà đây là một cái nơi có thể nói nhiều người có thể ngã ngựa vì khi bước vào cái gọi là cái thế giới này. Nhưng anh, hai vợ chồng anh chị, tại sao anh chị quyết định đến để giúp cho cái thành phố này, cho cái những từng người ở trong miền Nam California này đặc biệt để hiểu đến những gì mà anh chị sẽ làm trong tương lai? Dạ, trước khi trả lời câu hỏi của anh, em xin chào tất cả quý khán giả của đài Wama và chào anh Đoàn Trọng. Sở dĩ em dấn thân như vậy là bởi vì em yêu cái tổ quốc của em, đồng bào của em, văn hóa của em. Bởi vì cha ông đã bỏ mình cho xương máu để giữ nước và dựng nước, thì bổn phận của em phải giữ gìn cái văn hóa, cái tổ quốc của mình và cái cao đẹp về lịch sử của mình. Thành ra là mình phải dấn thân để bảo vệ cái cao đẹp đó. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi muốn nghe tiếng nói của một người phụ nữ có thể nói đảm đang và hiện nay có một cái địa vị trong xã hội của cộng đồng người Việt của chúng ta. Chị Andy Nguyễn, chị cũng biết rằng anh là một trong những người hiện nay đang thành đạt trên cái thương trường ở tại miền Nam California này. Chị cũng vậy nữa, cơ sở của chị tôi có điều kiện đến rất là vững chắc. Thế chị có bằng lòng để cho anh dấn thân đi vào trong cái công việc mà có thể nói rất nhiều cái vấn đề khó khăn đến cho anh trong tương lai? Chị nghĩ sao về cái sự việc anh dấn thân hoạt động cho cái cộng đồng trong tương lai thưa chị? Wow. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi có điều kiện gặp gỡ anh Andy Nguyễn và chúng tôi nhường lời cho anh. Anh muốn nói với cử tri, anh sẽ tranh cử vào cái chức vụ là giám đốc sở vệ sinh môi trường. Anh nói gì với tất cả cử tri ngày hôm nay, họ sẽ tín nhiệm anh trong lá phiếu kỳ tới? Dạ, cũng xin mong tất cả quý đồng hương hãy ủng hộ cho Andy một lá phiếu để chúng ta thực hiện một thành phố đẹp và cũng là để trả ơn cho thành phố Westminster này. Bởi vì sau này thành phố Westminster này sẽ biến thành những cái hàng cây phượng vĩ rực rỡ và tất cả những khách năm châu bốn bể về đây để mà sinh hoạt và tạo cái nền kinh tế cho thành phố Westminster, cũng là chúng ta trả ơn cho cái tổ quốc này, bởi vì mình đã nợ ơn thành phố này rất lâu, rất nhiều. Thành ra những gì mình làm chưa đủ, vẫn phải làm và hết đời này và sau đời con cháu cũng phải tiếp tục làm. Thế tiền thể có mặt anh hôm nay, anh cho chúng tôi biết anh lấy cái ngân khoản nào, tiền bạc ở đâu để anh có thể đáp ứng cái nhu cầu xây dựng và trồng những cái hàng gọi là phường vĩ ở trên thành phố Westminster này thưa anh? Cái cơ sở thương mại của em thì em chích ra 1/4 để dành đó, và khi cần thì em lấy cái đó ra để em cho cái project này được thành công. Thế chị có bằng lòng để cho anh lấy tiền trong cái cơ sở kinh doanh của chị để xây dựng cái việc công như vậy không thưa chị? Vâng, kính thưa quý vị, đó là những người thuộc thế hệ trẻ, họ đến đây làm việc giống như tất cả những người Mỹ gốc Việt của chúng ta, nhưng đến lúc họ nghĩ đến thời gian để họ trả lại tất cả những gì mà họ đã được đến với cộng đồng người Việt. Một lần nữa chúng tôi hy vọng qua hình ảnh hôm nay để quý vị có một cái nhận xét về hai ông bà Andy Nguyễn. Họ là những người có những cái cơ sở làm ăn rất là vững vàng và có thể nói đây là một cái bước tiến mới để thay đổi tất cả những sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại miền Nam California. Cảm ơn hai ông bà đã dành cho đài truyền hình chúng tôi có một cái phương tiện để gặp gỡ quý vị và truyền đạt đến tất cả những cái quan điểm nhận định mới của quý vị trong tương lai. Dạ, em cũng xin cảm ơn anh. Dạ, vợ chồng em cũng xin cảm ơn anh Trọng và xin cảm ơn hết tất cả các anh chị em cô chú đã có mặt ngày hôm nay và các đài có mặt ngày hôm nay đến ủng hộ tinh thần cho vợ chồng em. Xin cũng cảm ơn tất cả quý vị đồng hương, quý quan khách, quý anh em khắp nơi về đây để ủng hộ. Xin cảm ơn và cũng xin cảm ơn anh rất là nhiều. Good. Thank you. Cảm ơn anh. Wama TV có 3 channel xin anh có cái mic đây rồi. Xin chào các bạn, Michael từ Wama TV, Phố Việt Media trở lại với các bạn. Hiện nay là đang ở
tiệc gây quỹ của anh thành đặng cho ứng cử viên của thành phố Westminster và anh Mạc Nguyễn là cũng ứng cử viên. Xin chào hai anh. Dạ, thành đặng xin trân trọng kính chào quý khán giả chỗ của Vama TV và các kênh khác thành đã ứng cử viên của chức nghị viên của đại học số 2 thành phố Westminster, City of Westminster, District 2. Dạ, anh còn xin mời anh Mạc Nguyễn. Xin chào anh Mạc. Dạ, Mạc Nguyễn xin kính chào quý khán giả của Vama TV và Mạc Nguyễn đang bây giờ là chủ tịch ở sở môi trường vệ sinh Midway City và cũng là ứng cử viên cho hội đồng thành phố Westminster để hạ 3. Được biết hai anh ra ứng cử năm nay cho địa hạt số 2 và số 3, đúng không? Trong anh thì hiện nay với những người trẻ như các anh, những người trẻ như các anh đó, thì các anh mong muốn như thế nào thành phố Westminster sẽ thay đổi như nếu mà các anh đã được chọn làm nghị viên những ngày sắp tới, thì xin mời anh chia sẻ. Dạ, để bây giờ để cho Thành là cái ngày hôm nay gành gai quỹ của Thành. Thành cũng muốn nói về chút xíu về cái tiểu sử của hai anh em. Là chúng tôi là những người có gia đình trẻ, là có cái nguồn gốc rễ thành phố Westminster. Thành ra chúng tôi rất mong mỏi được thành phố sẽ có những cái chiều phát triển rất là rực rỡ trong tương lai, để chúng ta có thể xây dựng gia đình và chúng là cái điểm tới tương lai cho con em chúng ta. Cái điều mà Thành Đặng luôn là cũng trăn trở là làm sao nâng niu tuổi trẻ, bảo trọng tuổi già, và ở giữa chúng ta là những người có kiến thức và có trải nghiệm, và cũng đồng hành cùng anh Mạc Nguyễn là ứng cử viên của nghị viên thành phố District số 3, làm sao chúng ta có thể phát triển một cách toàn vẹn và làm sao để xứng danh cho thành phố Windsor được rực rỡ và vạn danh, xứng đáng là chúng ta là những người có năng lực và tuổi trẻ, chúng ta còn thời gian để mà phát triển thành phố. Và trân trọng tất cả quý đồng hương, quý cử tri ở địa hạt số 2, từ đường Beach qua đường Gordon West và từ trên đường Garden Road tới đường McFadden, tin tưởng Thành Đặng, cho Thành Đặng xin một lá phiếu ở địa hạt số 2. Xin trân trọng. Đối với anh Mạc Nguyễn đó, là cư dân của thành phố Westminster hiện nay họ mong mỏi như thế nào? Xin mời anh. Dạ là anh nói rằng đối với anh Mạc Nguyễn đó là hiện nay người cư dân ở thành phố Westminster họ mong muốn những người nghị viên mới làm những công việc như thế nào? Xin mời anh chia sẻ. Dạ, kính thưa quý vị, là bác nghĩ là cư dân ở Westminster muốn là một người nghị viên mà có tâm để làm việc cho tốt đẹp cho thành phố, và với cái khả năng là làm cho thành phố phát triển hơn, để mà lên một cái bậc cao hơn, chứ không có phải là muốn người nghị viên mà để vô thành phố để mà tạo ra những mấy cái chuyện mà không có đoàn kết. Tại vì cư dân của Westminster muốn là thành phố có sự đoàn kết với nhau để mà làm cho nhiều chuyện tốt cho cư dân và nhất là cho cộng đồng Việt Nam của mình. Và cảm ơn. Trở lại cái hội đồng thành phố thì thưa anh, gần đây nó có những cái chuyện mà không vui cho thành phố, cho Gang of Three, người ba người, hai người. Và cái mới nhất đây là cái vụ vấn đề bắt quái của thị trưởng Charlie được bị gỡ ra với một người ứng cử viên là ông Joseph Nguyễn Ngô. Thì đối với anh là một người ứng cử viên thì anh nghĩ sao về cái hành động như vậy? Và thưa anh và thưa quý vị, theo Mark thấy đó, và Mark cũng có lên internet và lên mạng và coi những mấy cái mà hành động hồi mấy bữa trước, và Mark thấy cái đó là cái điều đó là rất là sai. Tại vì Mark biết là Joseph Ngô nói là Joseph đã cái bằng viết cái thơ cho hội đồng thành phố. Cái thơ có thiệt hay không Mark không biết, nhưng mà Joseph nói là cái bằng hội đồng thành phố không có làm gì hết. Bởi vậy Joseph lên để mà lấy cái tấm gương đó xuống. Cái điều đó là Mark thấy rất là không có đúng. Tại vì nếu mà người cư dân nào mà ở thành phố mà có một cái chuyện gì mà không có kêu bằng mà thích hay là muốn nói lên là không có bằng lòng, thì nên lại những mấy cái buổi họp của hội đồng thành phố mà để nói lên những mấy cái tiếng, phát biểu lên những mấy cái tiếng mà không bằng lòng, để cho hội đồng thành phố kêu bằng xử. Chứ không có phải là tự nhiên mà một người nào đó, cư dân nào đó mà vô kêu bằng ngay chỗ thành phố và xong lấy cái thang lên và lấy cái gương đó xuống. Cái đó là không có đúng, cái đó là sai lệch.
và Mark không có thấy cái đó là cái chuyện đúng, tại vì cái đó là phải cái đó là một cái chuyện mà để cho hội đồng thành phố giải quyết. Người cư dân nào không có thể mà lên mà làm những mấy cái chuyện đó, cái đó là kêu bằng vandalism, là không có cái bằng đúng. Xin mời anh Thành cũng câu hỏi đó luôn. Yeah. Cho Thành chia sẻ thêm cho anh Mark Nguyễn là Thành rất đồng tình cái sự nhận xét của anh Mark Nguyễn, là chúng ta không thể chấp nhận cho những cái công việc như vậy, mà trước mặt chúng ta là we cannot take the law in our own hand, là chúng ta không thể nào lấy cái luật pháp mà ra tự trị được. Chúng ta có rất nhiều cái phương trình, những cái quy trình, những cái phương tiện. Thí dụ như anh Mark Nguyễn hồi nãy nói là chúng ta có thể lên phát biểu ở trong cái họp của hội đồng thành phố để nói lên những cái vấn đề mà chúng ta cảm thấy chưa đúng đắn, chưa chuẩn, hoặc là chưa có đúng với cái ý dân. Chứ chúng ta không thể nào một ngày tự nhiên chạy ra vậy, là cứ từ tiện như vậy, mà khi chúng ta thấy rằng chúng ta không đồng ý được cái điểm gì ở thành phố hoặc những cái việc gì ở thành phố mà chúng ta từ tiện lấy xuống, cái điều đó là sẽ sau này sẽ là những cái tiền lệ cho những cái sự kiện như vậy, rồi rất là không tốt cho thành phố. Thành ra cái điều này đó, Thành với anh Mark Nguyễn phải đồng tình là hy vọng trong tương lai có gì chúng ta còn có những mẫu thoại, chúng ta còn có những phương trình, chúng ta còn có những cái chỗ là chúng ta tham khảo những quý đồng hương, những nhà lãnh đạo tinh thần, những nhà lãnh đạo thành phố, còn rất nhiều người để chúng ta ở đây tham khảo. Tôi có thể đồng ý một điều là chúng ta có thể gọi họp báo, chúng ta có thể nêu ra những vấn đề, nhưng mà khi hành động cần phải có một cái hành động làm sao mà cho chuẩn, làm sao cho hợp lý, chứ đừng như vậy để cho bao nhiêu người sẽ đánh giá là chúng ta tự trị đất nước này là chỉ bằng bằng luật pháp, bằng hiến pháp. Mặc dù có sự tự do nhưng mà cũng phải có luật pháp để kiểm soát chúng ta, chứ còn không thành phố chúng ta sẽ từ từ loạn, như vậy thì không hợp lý. Và xin thưa quý khán giả, quý cử tri, xin hỏi hai anh đó là thành phố Washington hiện nay thành phố Washington có những cái món nợ rất lớn, thì đối với hai anh là những cử tri, những người ứng cử viên, thì anh sẽ làm cách nào để mà có thể những tạo công ăn việc làm mới, hoặc là làm cho thành phố có những cái thu nhập mới hơn, tốt hơn cho người dân đỡ phải trả thuế. Dạ, xin cho thành phố biểu trước rồi mát tiếp theo. Dạ, bây giờ chúng ta biết là chúng ta đang có những cái khó khăn về chúng ta phải tăng thuế, về những cái thu nhập của thành phố chưa được theo đúng cái sự mong ước chúng ta. Thành ra anh em chúng tôi cũng hy vọng là trong tương lai, nếu là khi đắc cử vào chức nghị viên của thành phố địa hạt số 2 và số 3, anh em chúng tôi sẽ có nhiều chương trình, ví dụ điển hình là một cái chương trình phượng vĩ để tạo sức thu thu hút cho dân du lịch, để chúng ta sẽ họ sẽ tới đây và vui chơi thành phố và có thể tiêu xài những cái chi tiêu trong thành phố để chúng ta lấy được cái thuế đó. Cộng thêm Thành học về đại học kiến trúc thì cũng sẽ có sự xong tương lai sẽ có kiến nghị để làm sao chúng ta kể số những cái quy hoạch mà chúng ta làm cái tầm cỡ cao hơn, để chúng ta có như cà phê sân thượng, những cái phòng ăn riêng biệt gọi là private dining, thành ra và những cái chương trình sinh hoạt hay là về thương mại có thể mở 24 tiếng đồng hồ, cộng thêm những cái công việc khác như anh Mark Nguyễn đây hiện tại là chủ tịch của hội đồng giám sát, hội đồng giám đốc Sở Môi trường và Vệ sinh, thì cũng rất mong anh sẽ hợp tác với chúng tôi để làm sao mà chúng ta có giữ một thành phố tươi đẹp, lúc nào cũng sạch sẽ và tươi mát. Thành ra anh Mark Nguyễn sẽ trình bày thêm về những cái kế hoạch để anh em chúng ta cùng hợp tác nhau. Dạ, xin mời anh Mark Nguyễn. Dạ, thưa anh và thưa quý vị, và Mark muốn là nếu mà đạt được thành nghị viên của thành phố thì Mark muốn đem lại những mấy cái sự mà hòa bình cho mấy cái buổi họp, cho nó các bạn nói run smoothly, cho nó run smoothly, mà mình chúng ta để mà discuss những mấy cái chuyện gì mà chủ business của cái thành phố thôi, chứ không có phải nói chuyện về mà riêng tư hay là nói chuyện tố cáo người này người kia, nói xấu người này người kia. Thì cái đó là cái đầu tiên, là làm sao mà cho cái mỗi cái buổi họp của hội đồng thành phố cho nó cái bàn run smoothly. Thứ nhất, thứ nhì là chúng ta phải nên coi lại những mấy cái paperwork process, những mấy cái mà làm giấy tờ trong thành phố, ví dụ làm ADU hay là làm cái business license hay là làm cái liquor license, làm sao mà kêu bằng mình phải coi lại những mấy cái thủ tục, những mấy cái mà giấy tờ, làm sao mà cho nó gọn lại để cho mình
cắt cái thời gian và cho mấy người mà muốn mấy người business owner cái bằng không có tốn thời gian để mà chờ đợi thành phố, thì làm sao mà làm cho coi những mấy cái process đó để làm cho nó gắn gọn lại, để cho mấy người mà business owner đạt được một cái mục đích của người đó. Và thứ ba nữa là thành phố phải nên coi lại những mấy cái luật, thí dụ những mấy cái mà cái mấy cái chỗ trong thành phố á, kêu bằng là mixed use là sao, là những mấy cái chỗ thành phố là những mấy cái miếng đất có thể làm business hay là apartment hay là các nhà đi. Thành phố nên coi lại mấy cái luật đó. Thí dụ bây giờ á, là chỉ có cho 40 unit ở trong một cái mẫu đất của mấy cái mixed use thôi. Bởi vì cái đó mình phải làm sao mình đổi lại, thí dụ là mình có thể mình đổi lại thành 60 unit một trong cái mẫu đất, để cho làm chi, để cho mình làm cho những mấy cái mà mấy cái hãng thầu, những mấy cái người mà business mà nó muốn vô thành phố Westminster để mà nó cất những mấy cái apartment hay là nó cất mấy cái building lên, để cho cái bằng nó cất cao hơn hay là nó cất nhiều hơn, như vậy nó mới là tốt cho thành phố. Bởi vậy mình nên phải coi lại, thành phố phải coi lại những mấy cái mà cái bằng zoning rules, zoning policy, để mà mình làm cho dễ hơn mấy cái người mà developer, mấy cái người mà owner nó vô thành phố mình để mà nó cất mấy cái hotel hay là mấy cái building, mấy cái business office, để cho mình tạo ra cái cơ hội để cho business muốn vô thành phố mình, lúc đó thì mới có kêu bằng cái cơ hội để mà làm thêm cho cái chuyện thế vô thêm. Xin hỏi anh Lắc, hai anh đó là những cái buổi họp, có nhiều những buổi họp vừa qua nó kéo dài tới 4-5 giờ sáng, đối với hai anh nó là có đúng cho những cư dân để mà thức khuya như vậy không, để mà nghe những cái chia sẻ của hội đồng thành phố, xin mời dạ, cho Thành trình bày. Chúng ta thực sự nhiều cái buổi họp đôi lúc nếu mà thực sự tích cực cho thành phố thì chúng ta luôn quan ngân tới 4-5 giờ sáng hoặc là hết cả ngày cũng được, nhưng mà phải đem những cái điều tích cực tới cho thành phố để chúng ta phát triển. Còn cái những cái chuyện mà chưa có đủ sức thuyết phục, chưa đủ cái sự tích cực thì chúng ta cũng phải xem xét lại để làm sao chúng ta ngắn gọn và chúng ta tập trung vô những cái nghị trình mà có cái sức rất là thuyết phục, rất là tích cực và đã xem lại, đem lại cho những cái ích lợi cho người dân thì tôi rất là hoan nghênh. Hiện tại chúng tôi nhìn thấy thì những cái buổi họp bây giờ chưa có nhiều cái sự gọi là tích cực mà gọi là để mà chuẩn, thành ra chúng ta cần phải xem xét lại. Hy vọng trong tương lai anh em chúng tôi, anh Mark Nguyễn ở địa hạt số 3, Thành ở địa hạt số 2, ở chức cái hội đồng thành phố, thì chúng ta chắc chắn sẽ có những buổi họp tới 4-5 giờ sáng, nhưng mà hy vọng lúc đó để chúng ta bàn bạc giải quyết những vấn đề như là nâng cấp cơ sở hạ tầng, giải quyết giao thông, làm sao giải quyết những cái nạn homeless và vô gia cư, và đem lại những cái phúc lợi như là y tế, như là housing cho tất cả cử tri chúng ta, nhất là những người già, những người cao niên cần rất nhiều sự hỗ trợ của anh em chúng tôi. Mà anh em chúng tôi thiết nghĩ anh Mark Nguyễn với tôi cùng đồng hành một cái điều là chúng tôi cùng làm việc trong một cái những cái cung cách, có những cái sự gọi là hợp tác trong một cái hội đồng, thành ra chúng tôi rất hiểu cái cung cách làm việc và cái mà gọi là để làm gì, là làm sao chúng ta hợp tác để tìm những giải pháp để giúp cho cộng đồng chúng ta, giúp cho thành phố chúng ta một phát triển một cách tốt đẹp trong tương lai. Cảm ơn anh. Câu hỏi cũng liên quan tới những buổi họp, có những người cư dân họ nói với Michael là tại sao mà những buổi họp hội đồng thành phố không làm ban ngày, chẳng hạn như là từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều mà họ làm buổi chiều, thì làm như vậy tốn kém cho thành phố thêm số những quỹ và kéo dài thời gian ra rất tốn kém. Cảnh sát cũng phải là ở khuya, người luật sư cũng phải là khuya, project manager, người manager cũng phải là khuya. Xin mời anh chia sẻ. Dạ, kính thưa anh và kính thưa quý vị, giống như Thành đã nói, nếu mà một cái buổi họp đó mà nó kéo dài từ 6 giờ chiều tới 5 giờ rưỡi sáng đi, nếu mà những mấy cái đề
ở trong cái buổi họp đó mà nói về thành phố rồi cái business của thành phố, thì nếu mà chỉ có nói về cái business của thành phố thôi mà nó kéo dài tại vì nó nhiều quá đi thì cái đó thì mất cũng vẫn ok. Nhưng mà nếu mà cái buổi họp đó mà 2-3 tiếng hay là 4-5 tiếng hay 5-6 tiếng mà nghị viên này, nghị viên kia, thị trưởng này cãi lộn với nhau về cái chuyện mà không phải của business của thành phố nhưng mà cái chuyện riêng tư, cái chuyện tào lao, cái chuyện rồi bu, thì cái đó là mất. Nhưng mà mấy cái chuyện mà kêu bằng tố nhau rồi nói xấu nhau, cái đó là mắc không có chấp nhận được, mắc không bằng lòng nữa. Tại cái đó rất là tốn tiền, rất là hao cho thành phố. Thì giống như anh nói, mỗi một cái buổi họp mà dài như vậy đó là rất là tốn tiền cho thành phố. Tiền luật sư, tiền city manager, tiền cảnh sát, tiền của mấy người mà nhân viên của thành phố, rất là tốn tiền, tiền nước. Rất là tốn tiền. Chứ không phải là buổi họp dài là kêu bằng mình mệt thôi, nhưng mà rất là tốn kém. Bởi vậy nếu mà mấy cái buổi họp đó mà không có kêu bằng nói về những mấy cái chuyện gì mà liên quan với cái business của thành phố thì mình không nên nói. Còn mấy cái chuyện riêng tư á là không nên nói, chỉ có cái bạn nói về cái chuyện gì mà của thành business của thành phố thôi. Và nếu mà làm như vậy được á thì cái bằng cái buổi họp đó nó sẽ cục hơn. Thì vậy xin cảm ơn Mạc. Trở lại với anh Thành Đặng, đối với anh đã chia sẻ những tấm hình đẹp của cây phượng vĩ là cái mô hình của những cái ước muốn của người ứng cử viên mới hay anh đây. Thì anh có thể chia sẻ thêm ngoài những cây phượng vĩ và những cái anh cần bật mí một ít điển hình để mà thu hút những người khách bản xứ tới đây, anh sẽ bật mí một chút những cái dự định anh có muốn làm. Dạ, thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái kế hoạch trong tương lai làm sao trồng những cây phượng vĩ để mùa hè chúng ta có những bóng mát và những lá hoa rực rỡ nở rộ trên đại lộ Trần Hưng Đạo mà cũng là thành phố Phố Xa. Và quý vị, quý cử tri, quý đồng hương của thành phố Webster cũng như ở địa hạt số 2 và số 3 cứ hình dung đi, trong cái những cái kiến trúc thiết kế khi chúng ta có sân hòa thượng ở lầu 8, lầu 12, chúng ta có thể ngồi uống cà phê, ăn sáng hoặc là chúng ta có những cái buổi tiệc ban đêm, thấy được pháo bông bắn ở Disneyland và nhìn xuống đại lộ Bố Sa là đại lộ Trần Hưng Đạo, thấy được tiếng Việt, thấy được hoa phượng vĩ mùa hè, thì cái hình ảnh đó sẽ rực rỡ biết bao nhiêu. Mà người Việt, người Mỹ gốc Việt chúng ta sau gần 50 năm cư ngụ ở đây, đây sẽ là cái thời khắc và đúng là cái thời điểm mà anh em chúng tôi rất là kỳ vọng và cũng rất tự tin là chúng ta sẽ thấy được một thành phố Westminster rực rỡ mùa hè dưới cái nắng ấm và dưới cái bóng mát của hoa phượng vĩ. Và anh Mark Nguyễn đây hiện giờ là chủ tịch của hội đồng giám đốc sở môi trường và vệ sinh sẽ có những chương trình giúp chúng ta bảo quản cây phượng vĩ và làm thành phố sạch đẹp. Thì xin mời anh chủ tịch. Dạ, thì Mark là chủ tịch ở sở môi trường vệ sinh Midway City thì vẫn tiếp tục làm có những mấy cái chương trình mà kêu bằng miễn phí mà sở môi trường vệ sinh đang làm. Cái đó là giống như là Bucky Island Pickup, là kêu bằng sở môi trường sẽ lợi nhà đem những mấy cái món lớn giống như là tủ lạnh cũ hay là những mấy cái mà dryer, washer, kêu bằng lấy đi cho cư dân để mà free. Thì một cái đó và những cái mấy cái mà event giống như là clean up event hay là những mấy cái event mà compost event, là những mấy cái mà chương trình mà cho cư dân những mấy cái bao phân mà để trồng cây, thì những mấy cái chương trình đó làm cho cư dân kêu bằng cho làm sạch, thứ nhất là làm sạch thành phố, thứ nhì là kêu bằng giúp cư dân để cho cư dân ở một cái thành phố Westminster cho nó tốt đẹp hơn. Thì Mark là chủ tịch ở Boston Division vẫn sẽ có mỗi cái mấy cái chương trình đó mạng phí cái bằng free cho cư dân ở Westminster. Thì cái đó là một cái opportunity, một cái cơ hội để mà giúp cho cư dân ở thành phố Westminster và Midway City để cho sống một cuộc đời cho nó tốt đẹp hơn và cho nó cái bằng thấy thoải mái hơn. Dạ, xin cho Thành chia sẻ tiếp là khi chúng ta có những cái cơ sở và có những môi trường giống như vậy
thì chắc chắn chúng ta sẽ thu hút được rất rất nhiều khách du lịch toàn quốc, toàn nước, nước Hoa Kỳ và có thể toàn quốc tế về cái thủ phủ Leo Sài Gòn mà có Westminster. Chúng ta sẽ tạo được cái tiền thuế, thu nhập tiền thuế cho thành phố. Từ lúc đó khi có ngân sách, chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường và yểm trợ cho những cái chương trình xã hội như là chương trình để giải quyết cái chuyện vô gia cư, y tế cho những người cao niên và tất cả những cái sự an toàn cho thành phố. Thì anh Mark Nguyễn là tôi biết chắc chắn anh cũng có cái tấm lòng đó và những cái tầm nhìn đó để hợp tác với anh em chúng tôi để chúng ta cùng tiến tới trên một tương lai mạnh mẽ hơn. Được biết thành phố Garanro mình sẽ có một người tân thị trưởng gốc Việt thành phố Garanro, thì là người nghị viên của thành phố Westminster và người thị trưởng Việt, thì hai thành phố sẽ kết hợp có những cái chương trình kết hợp gì anh có dự định không? Xin mời anh. Dạ. Bây giờ xin quý đồng hương cứ hình dung đi là trong tương lai chúng ta càng ngày sẽ có nhiều người Mỹ gốc Việt. Thành ra cái chỗ này, hai thành phố Westminster và Garanro và thậm chí luôn cả thành phố Santa Ana, một chút xíu thành phố Santa Ana, thành phố Palm Valley, chúng ta sẽ có một khu vực gọi là gì? Gọi là khu Little Sài Gòn. Thành ra mình luôn hoan nghênh những người dân cử người Mỹ gốc Việt và có luôn có tấm lòng để làm sao phát triển thành phố để người Mỹ gốc Việt chúng ta luôn xứng đáng là chúng ta là một cộng đồng mạnh trong tất cả những cộng đồng quốc tế như là cộng đồng Hàn, cộng đồng Nhật, cộng đồng Trung Đông, cộng đồng Mỹ, cộng đồng Tàu. Chúng ta là cộng đồng người Mỹ gốc Việt và cái thủ phủ Little Sài Gòn này sẽ xứng danh để chúng ta luôn được nhắc nhở trong những cái câu chuyện của những cộng đồng quốc tế. Yeah. Xin mời anh Mạc cũng câu hỏi đó luôn là thành phố Westminster, thành phố Garanro sẽ kết hợp với một người tân thị trưởng thành phố Garanro là sẽ là một người Việt, người Mỹ gốc Việt, thì làm nghị viên của thành phố Westminster, thì anh có những cái dự định gì thành phố để mà đưa vào thành phố hội đồng để mà hai thành phố kết hợp với nhau? Xin mời anh chia sẻ. Yeah. Nếu mà thành phố Garanro mà có người thị trưởng người Mỹ mà gốc Việt thì cái đó là rất là tốt. Dạ, cái đó là rất là tốt. Có thể là thành phố Westminster và Garanro có thể và kêu bằng chung với nhau làm những mấy cái festival giống như là thí dụ mấy cái festival giống như là festival áo dài để đem lại để mà thu khách, mà để cho kêu bằng tạo ra một cái cơ hội để cho mấy người trẻ và người cao niên kêu bằng tới để mà giao thiệp. Có thể là thêm một vấn đề nữa là có thể mình work together để mà tạo ra những mấy cái mà giống như là Taste of Little Sài Gòn đi. Taste of Little Sài Gòn là làm sao là những mấy cái festival đó mình mời tất cả nhà hàng ở Garanro với Westminster hay là có thể Palm Valley luôn để cho mình mở một cái festival và mình cho mấy cư dân hay là mấy người mà tourist như bằng lợi đặng cho mình mấy người đó mới bằng taste test là cái bằng taste test những mấy cái món ăn special của Little Sài Gòn, thì mấy cái festival đó kêu bằng tạo ra một cái cơ hội để cho kêu bằng mình ta thấy được văn hóa của mình gần với nhau và tạo cơ hội để cho mấy người cư dân tất cả vòng vòng thành phố này và mấy người visitor ở nơi khác tới đặng cho mình cuối cùng là cái gì, là mình muốn tạo một cái chuyện toàn kết với nhau và mình muốn tạo ra một cái atmosphere mà kêu bằng nó rất là tốt. Xin phép thầy lên sân khấu là có một chút xíu tiếng một nha. Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ, dạ. Xin cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình của anh em chúng tôi và xin ủng hộ cho Thành Đặng và Mark Nguyễn một lá phiếu ở địa hạt số 2 và địa hạt số 3 thành phố Westminster. Dạ, cảm ơn Thành Đặng. Rồi xin mời anh Mark chia sẻ những gì anh và Thì kính thưa anh và kính thưa quý vị và kính thưa quý đồng hương và Mark Nguyễn là ứng cử viên cho địa hạt 3 của thành phố Westminster, thì mong quý vị support Mark trong cái mùa bầu cử năm nay tháng 11. Và cảm ơn anh và cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn Mark nhiều và chúc anh nhiều may mắn. Dạ, cảm ơn. Dạ, cho mic của xin. Dạ. Anh lấy cái mic của anh. Dạ.
Vâng, xin kính chào quý vị. Như vậy thì chúng ta cũng đã thấy rất là nhiều những cái hình ảnh ngày hôm nay liên quan đến cái việc mà tranh cử, vận động tranh cử, hay đúng hơn là gây quỹ tranh cử của ông Andy Nguyễn và ông Thành Đặng. Và có lẽ là chương trình cũng quá dài rồi và chúng tôi cũng sẽ kết thúc tại đây. Và đó là một trong những nét sinh hoạt dân chủ ở tại Hoa Kỳ này. Mỗi lần mà mỗi người mà ra ứng cử đó thì người ta bắt đầu thực hiện rất nhiều các cái chương trình, ví dụ như là trong đó cấm bản rồi in ấn, làm rất là nhiều, gửi những cái thơ từ để đến các cái dân cử. Và dĩ nhiên là mọi cái vấn đề như vậy là đều cần có tiền và cần có cái lượng mà những người ủng hộ, cho nên là đây là cái việc mà tổ chức một cái buổi gọi là gây quỹ để mà làm cho người ta đó. Anh Michael có thấy được điều đó không? Dạ, thì Michael thấy là hôm nay là tiệc gây quỹ của anh Thành Đặng với lại anh Mạc Nguyễn ở thành phố Washington, là nơi mà người Việt đông nhất, thì Michael cũng có sự hiện diện ở đây để mà hỗ trợ thêm cái truyền thông. Và Ma TV một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi 2 tiếng vừa qua, và chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ hạnh phúc nhất. Vâng, và như vậy là chúng ta có thể kết thúc ở đây ha. Dạ, xin phép chào các bạn nha. Bye bye. Dạ. Thì